quay trở lại với channel của Virus. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, đó là Thủy Triều. Hiện tại tớ đang vừa reaction và vừa livestream trên TikTok, nên bạn nào muốn tớ xem reaction thì có thể lên TikTok xem. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với Thủy Triều. Hôm nay tớ sẽ làm rất nhiều sản phẩm reaction, thậm chí sẽ reaction TikToker nữa. Let's go. Hôm nay chơi game xong rồi. Ôi, cái nhạc này trông nghe giống như kiểu là sao tự nhiên cái âm nhạc nó lên phát tớ lại nghĩ ok, bỏ qua đây, bỏ qua. Mày nghĩ đến người ca sĩ khác. Bạn khối dị con này. Ok. Nhắm mắt lại, hôn vào tai. Nhớ em anh không thể nào cay. Cuốn lấy nhau như sông dập dìu. Anh là gió, em là thủy triều. Bịt mắt em lại, mây mì đai. Thế đêm nay em đang cần ai. Uống em... Mọi người, mây mì đai là cái gì mọi người? Mây mì đai là gì? I love you à? Có ai đang xem livestream biết mây mì đai là gì không? Để tớ nghe cho nó chuẩn câu ấy. Mây mì đai. À, là I love you hả? Wow, mình đoán đúng luôn. Phải là mây mì đai. Nhạc rất hay nhá, nhưng mà cái video này nó như kiểu là làm tập niên, cái video hơi cùi mà cái video không ổn lắm, visualizer hơi không ổn lắm. Cái video visualizer bình thường quá nhỉ, không ổn lắm. Cái visualizer tôi không thích cái visualizer này. Cái cảnh đầu tiên thì ok, còn lại cái cảnh còn lại thì tôi không khoái lắm. Bạn này viết thông minh, bạn này đúng là một người mà biết viết đấy, tức là có tổ chức sáng tác cực kỳ là tốt đấy. Viết lời vần từ ngữ các thìa dùng rất là hợp lý, các từ bạn dùng đều là những từ rất là hiếm ấy. Và cách bạn thì triển khai vần nó rất là hợp lý. Tôi bất ngờ với kiểu đi melody, hơi bất ngờ. Và tớ cũng biết là bạn này cũng rất nổi tiếng ở Thái Lan. Tớ đã đọc một cái bài gì đấy, nói chung là viết, tớ nghĩ là cũng hơi quá. Tức là
con ghẻ Việt Nam nhưng là con cưng của Thái Lan. Ở Việt Nam không có ai coi Master Đi là con ghẻ, tại vì bạn này cũng rất giỏi, nhưng mà viết thông minh quá, quá thông minh. Bài hay. Tớ rất cứ tưởng bạn là hồi xưa bạn này có một cái bài, bạn hay viết hát ballad, tớ rất thích bạn viết ballad, nhưng không ngờ là bạn viết cái thể loại nhạc là hay thế. Đến giờ đi đã rất hay lắm rồi mà bài hay thật. Đúng là bài hay thật. Hay quá. Viết hai từ Thái Lan mà hợp lý quá. Nghe nó vui kinh khủng. Và đúng là những người Thái thích cái âm nhạc kiểu như là đúng rồi. Giỏi quá. Giỏi ha. Tự nhiên một lúc nào đó cái thế hệ với cả trên thị trường âm nhạc nó sẽ có những ca sĩ, những cái bước ngoặt kiểu viết, kiểu làm nhạc nó rất khác biệt. Tăng Duy Tân, Master D, Ren, MC Ki, những cái màu. Biết đó mắt lại hôn vào tai, nhớ em anh không thể nào cay, cuốn lấy nhau như dòng dập dìu, anh là gió em là thủy triều bịt. Câu này hay thật. Thế nào cay, cuốn lấy nhau như sóng dập dìu. Dập dìu, anh là gió em là thủy triều bịt mắt em lại, mây mì đai. Thế đêm nay em đang cần ai, uống hết ly rượu đây trên tay, ta cứ như là người trên mây. Hát tốt thế, cảm ơn Phú Bà Đậu nhé, cảm ơn Phú Bà Đậu ạ. Mọi người có thấy rằng Master Lee viết rất là thông minh, từng cái lời một, từng cái từ một, nó đều là những cái từ mà bạn ấy vích ra, tôi thấy rất là ưng. Là một người viết nhạc thì bạn này viết không bị nhàm, thông minh. Không muốn cứ phải ngóng trông, dài thêm tình yêu. Đấy, mấy câu bè nền với các bạn nghe thấy không? À, ở phía trên đấy. Trong đề bọn anh không muốn đâu, không muốn cứ phải ngóng trông, dài thêm tình yêu nóng nấu phải đánh trôn dấu. Bài này mà bè dày thêm nữa thì 11/10 luôn đấy. Bài này bè hơi thấp, hơi ít. Đâm ra chúng ta nghe đúng cái solo vocal của bạn ấy thôi. Cái main vocal thôi, cái phần bè hiếm quá. Cái bài sau mà Master Lee làm y như này thì làm bè dày lên thì hay lắm luôn. Thì nghe nảy chết đi. Bao lâu anh đang tìm kiếm cơn bao lai ca ba. Ví dụ lên ngồi. Chào em tình yêu, chào đi hết lối cho nắng. Chìm đắm say không trời ai, ta dừa trốn. Cái video đoạn này cùi quá. Cái video visualizer nó không có lắm. Về mặt hình ảnh là anh không ưng lắm. Màu mắt môi em anh chìm sâu, lắng nghe đêm khi ta chạm nhau, vành trăng ghé thăm thủy triều lên, hai ta ước đêm nay khó quên. Ragnarok anh ngẩn ngơ. Ragnarok là cái gì mọi người? Alo, tôi hỏi nốt cái Ragnarok là có ai biết tiếng Thái không? Cảm ơn Nguyễn Đình nhé, cảm ơn Phú Bà nhé. Ui, bạn Phú Bà này kênh ghê ấy. Đỉnh đấy. Mọi người rắc na thơ thôi gì? Lô. Someone like someone tell me. Ai đó nói tôi biết không? Khiến anh phiêu linh như nhà thơ, môi của em mùi hương rất khác. Anh là muốn hôn người thêm chốc lát. Anh không muốn đâu, anh không muốn đó là cơn mộng. Là anh yêu em à? Ồ. Trong đề bọn anh không muốn đâu, không muốn cứ phải ngóng trông. Dài thêm tình yêu nóng nấu phải đành trôn giấu bao lâu anh đang. Chào em tình yêu, chào đi hết lối cho nắng. Chìm đắm say không trời ai, ta dừa trốn mơ màng. Mách nhắm tay đàn, tan trong nỗi thơ vô vàng. Bài này là có hai phần A và B, nhưng mà lại không có đoạn phát triển. Đâm ra chúng ta nghe nhiều rất hay, rất nảy. Nhưng mà lại hơi phí là vì nó sẽ dễ bị nhàm nếu các bạn nghe rất rất nhiều lần. Nếu có thêm một đoạn phát triển nữa, break clear tai người nghe thì ổn hơn. Quang Hùng ơi, cái phần viết mà có thêm nữa là tuyệt vời. Nhớ em dù cho gần bên, anh lại càng yêu. Chào em tình yêu, chào đi hết lối cho nắng. Chìm đắm say không trời ai, ta dừa trốn mơ màng. Mắt nhắm tay đàn, tan trong nỗi thơ vô vàng. Nhớ em dù cho gần bên, anh lại càng yêu thêm. Đây, đến đây là các bạn có thể thấy là hết rồi. Và đoạn này mà có thêm một đoạn break down xuống và viết một cái verse khác ở một cái tone khác thì để clear tai người nghe, để người ta quên mất cái đoạn thì tuyệt vời. Rất tiếc là bài này nó đúng có A và B thôi, nó lại không có được cái đoạn phát triển. Phí quá. Nhưng bài hay, cái thông minh quá.
tuyệt vời, chúc mừng cho Master D với Thủy Triều, một bài mà tớ nghĩ là chắc rất hot này. Đây là một trong những cái người viết nhạc tớ nói một lần nữa là rất thông minh, là có tố chất viết nhạc nhá. Tớ không nói về ca sĩ, về hát là giọng hát cũng tốt, nhưng thực sự là có tố viết nhạc, tại vì ít người tớ thấy viết được nhạc mà viết thông minh như thế này. Và đây là một người trong những người mà tớ nghĩ là thế hệ mới có tư duy phát triển âm nhạc, bạn này sớm muộn thì cũng thành công rồi. Và mức độ thành công thì chúng ta có thể nói trước được, nhưng mà rất thông minh. Và đây là chúc mừng cho Thủy Triều của Master D. Cái video visualizer này tớ không thích lắm, ngoại trừ cái cảnh scene đầu tiên, còn lại thì tớ không thích lắm. Bài này mà thêm nó phát triển nữa, mà viết tinh viết có ý đồ một chút nữa thì nó tuyệt vời. Chúc mừng cho Master D và ekip nhé. Good job, good job.